Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vùng Cao Sơn La. Hôm nay mình tiếp tục đến quay những cái video clip chế tạo ra cái lỏ nhá, mà bộ môn thứ hai đó là cái lỏ. Thì mình tiếp tục làm những cái video clip để truyền tải đến những cái bạn nào yêu thích ra cái lỏ ấy, thì mà để các bạn xem, các bạn hiểu được người thợ người ta ra làm sao người ta chế tạo ra một cái lỏ nhá. Nếu bác nào mà có điều kiện ấy, thì các bác có thể lên trên này trực tiếp trên này ở Bản Tông để gặp chú Thuận để giao lưu rồi có thể xem chú ấy làm lỏ nhá. Còn những các bạn nào mà không có điều kiện ấy thì các bạn có thể qua những cái video của mình, các bạn có thể xem, các bạn hiểu được vì sao cái cách của người thợ người ta lại làm ra được một cây lỏ nhá. Phải có tay nghề rất cao thì người ta mới làm được những cái ra những cái lỏ đẹp đấy. Và trong năm nay là được chú Thuận này được tỉnh Sơn La là được phong nghệ nhân nhé các bạn nhé. Nếu các bạn xem thì thích video thì hãy nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để mình tiếp tục, mình có cái động lực để mình làm những video hay hơn nữa để truyền tải đến cho mọi người cùng xem, cùng hiểu được lỏ nhé. Chú Thuận ơi, hôm nay chú sẽ làm cái lỗ gì đấy chú? À, hôm nay này sẽ lắp một cái nổ, đang làm một cái nổ bắn 20 m, nổ thể thao đấy, để bắn 20 m và bắn bia. Mình cũng đã được 2 năm rồi trên các bếp hôm nay đấy, hôm nay là vào lại để xem nó đã được ra là tiêu chuẩn chưa. Nó phải thẳng chứa, cái này phải thẳng, mắt không được tốt lắm thì phải áp như thế này, áp một chiếc nhôm. À, như thế là sửa một tí là được. Cái gỗ đấy là gỗ gì đấy chú? Gỗ này là gỗ này, nó vừa dai cứng mà tương đối nặng, người Thái trên này gọi là mạnh cu. Gỗ mạnh cu đúng không chú? Nó cùng họ với nó kiểu dạng nó cùng họ với cây, người ta gọi là cây cây mắc chai hay chai chai gì đấy, và cái này nó còn cùng họ với họ xến Cái xến thì nó chắc rồi. đấy. Các bạn nhá, cái cây gỗ này này thì bác thợ bác bảo là cái này đã gác bếp được 2 năm rồi nhá. Đây là còn cái cánh này, cái cánh này thì là để sẽ để lắp vào cái cây kia đấy. Nhưng mà cái cánh này thì gác bếp lâu chưa chú Thuận? Cánh này vừa mới được 5 rưỡi thôi nhưng mà cũng được rồi, nó là loại cánh che che già. Đây chú Thuận, chú ý gác bếp cái cây tre này là được 1 năm rưỡi rồi. Thì các bạn cùng nhau quan sát xem chú Thuận chú làm nhé. Cái này là để cho nó khỏi gợn. Người ta sẽ bằng máy nó chà qua một tí cho nó thành hình, cho nó đẹp.
dầu của nó có thể giảm này. À, từ 18 cho đến 20, đây là mình sẽ làm 21 phân. Cái cánh này 43 phân. 43 chia 2 thì được 21,5. Còn đuôi dài hay ngắn thì tùy thích. Còn riêng mình sẽ để khoảng tầm 41,5. À, có nghĩa là cái chuôi này cần cái đuôi này nếu mà dài thì nó thích ai à, thích dài thì dài, thích ngắn thì ngắn đúng không? Rồi, nó tùy từng người, nhưng mà mình sẽ làm chung là 41,5. Đối với cánh này là chiều cao của nó là 11,8. Cho nên là mình sẽ chiều cao của nó hơi tương đối cao. Cho nên là mình sẽ lấy để chừa lại bên trên 4 ly. Từ chiều cao ta kẻ xuống dưới kia, xong bây giờ người ta sẽ áp cái vuông vào. Đấy. Và đây là nó sẽ ra độ nghiêng của cánh, tức là mình đã dựng cánh xong rồi. Đấy. Như thế này là đã dựng cánh xong rồi. Bởi vì cánh nỏ thì ít khi người ta lắp vuông. Nếu trường hợp cánh nỏ người ta lắp vuông ấy thì người ta sẽ phát cánh này bên trên phẳng. Cái cánh này phẳng thì nó không có chiều qua, nó rất ít. Tức là chiều cao của nó khoảng tầm khoảng 1/2 đến 1/3 thôi. Thì lúc đấy người ta sẽ không phải dựng cánh nữa, mà người ta chỉ cần áp thuốc vuông. Áp thuốc vuông xong là đo cánh xong tra vào là cân hai bên thế là xong. Nhưng làm như thế bắn 20 mét thì nó sẽ không bao giờ dùng nỏ ngắm thẳng được, rất ít khi, chỉ trừ cánh quá đàn hồi tốt thì mới được, nhưng mà độ trùng của nó hay thất thường. Quan trọng là đến lúc mà ông làm xong cái cánh nỏ hai bên nó có thể cân được, nó không phải buộc cái dây ấy vào, dây dù vào, hay mình vẫn phải chỉnh không? À không, dây dù là người ta quấn cánh là để cho nó chống nứt. Chống nứt à? Thứ nhất là cái quấn như cái kia ấy, à, là chống nứt. Thứ hai nữa là nó cái độ đàn hồi của nó này được lâu bền hơn. Đấy, quấn kiểu này ấy, dù kể cả cánh không có bị làm sao cả, nếu bị làm sao thì nó không làm nỏ rồi. Đấy, nhưng mà người ta vẫn quấn này vào chống nứt nẻ khi trời nắng hay là thời tiết thất thường ấy. Đấy, chống nứt nẻ. Hai nữa là nó sẽ chịu lực được tốt hơn.
Đấy. À thế mà con cứ tưởng là quấn cái kia là để cân bằng Không cái phải, trọng cân lượng bằng của là một cánh. phần. Nếu mà trường hợp người ta sẽ, nếu cánh nỏ bị, trong khi thi đấu cánh nỏ bị sai lệch ý, À. thì người ta sẽ cuốn trợ lực, thì người ta sẽ cuốn kiểu khác. À. Đấy, người ta sẽ dùng cao su cũng được, nhưng mà À phải cuốn vâng. tại chỗ Nếu mà không ấy. hai hai cánh không không cân là cuốn kiểu khác đúng không? Đúng rồi, có thể khác. Cái này là áp dụng theo kiểu, quy tắc, tức là, một nắm tên, hai ba bốn tên người ta sẽ bó vào ấy, thì nó sẽ chắc hơn, người ta không bẻ cong được kiểu đấy. Đó, nó sẽ chắc hơn. Đấy, bây giờ quay sang cái này này. Rồi. Đây là phải sang sang mực. Cái cánh này thì cánh nhỏ thôi. Đấy, cái bản rộng của cái này là 4,1 thôi. Cái cánh này đo hết rồi nhỉ ông nhỉ, cánh này Cánh này là trước trước khi đo làm là đã vót là đã đo hết rồi đúng không? đo đo sẵn hết rồi. Xong chiều, xong chiều cao của nó. Để nếu mà muốn vẽ cái đấy phải dựa vào cái thông số này đúng không? Ông vẽ vào đây rồi À đúng đúng rồi, vẽ vào đây rồi, trước khi không? người ta vẽ vào đây người ta đo cái này mà. Ừ, À, người đúng ta rồi. đo cái này. Đo Nên nếu trước đúng không? mà có thước kẹp, có thước đo đường kính thì tốt. Đấy, để người Vâng. ta sẽ kẹp vào đấy. Đấy, Vâng có vâng. thước kẹp kia này. Đấy, nhưng mà đây thì mình quen rồi thì Quen. mình sẽ ngắm cái này. Đấy, thế là được. Cái này phải làm thuần thục lắm thì mới làm được đấy nhỉ ông Đấy, nhỉ? cái này là chiều 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 rộng, chiều rộng của cái này là 2, 2 cm. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để mình tiếp tục có những cái động lực để mình Đấy, làm những cái video tiếp đo theo. đo là phải đo cả cái này. Đấy, cái này là 1,35. Mình có động lực để làm những cái video tiếp theo để mình gửi đến truyền tải đến những cái thước phim Cái này không về phải cho các 95. bạn quan sát và các bạn xem. Những bạn mà yêu thích cái bộ môn lỏ ấy thì các bạn có thể lên trên bản tông để gặp chú Thuận trực tiếp ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La nhé. Còn nếu bạn nào không có điều kiện thì các bạn có thể là đăng ký kênh ủng hộ mình rồi mình sẽ làm những cái video để phục vụ các bạn. Đấy, cái này đã hệt từ cái này sang đây rồi, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đục. Đục thì nếu mà đục bằng tay như theo cổ truyền hồi trước thì nó sẽ lâu quá, nên là mình sẽ dùng khoan. Đấy, bình thường người ta để giấu nghề ấy. Nhưng mình coi như là cũng gọi là giấu nghề, có phải không nhỉ? Mình đã giới thiệu rồi mà. Thì người ta sẽ cạo cái này đi, để khỏi người khác phải lần thấy nhưng mà không phải đi. Đấy, người ta lần thấy cái này sẽ biết là mình sẽ biết 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 kiểu cách mình dựng cánh mà.
là xong cái lỗ đấy nhỉ? Chưa. Cái lỗ này người ta chỉnh sửa nhiều đúng không? Sửa không đục. Nếu mà bác nào thích yêu thiết kế bộ môn nỏ này thì các bác có thể lên Sơn La này nhờ chú Thuận chú ấy truyền kinh nghiệm thôi nhé. Đấy. Chúng ta sẽ còn cái này nó chưa vào được thì chúng ta sẽ để tạm này, cũng là ngắm. Nó phẳng rồi. Xong chúng ta sẽ sửa dần, chỉ muốn cho nó kín, sửa dần. Bên này là có cái đốt, cho nên nó hơi trồi lên. Đút cánh vào bắt đầu cứ sửa dần đúng không? Cho đúng nó rồi. Sao cho nó cân đúng không? Đấy, lúc rút giờ giờ chúng ta sẽ kẻ thế này xong chúng ta đục tiếp. Khi tra cánh vào thân nỏ đấy, chúng ta không để cho nó căng quá. Nếu mà căng quá ấy, thì sau này trước hay sau nó sẽ bị cong, tức là bị trẹo cái đầu này sang phải sang trái thì bởi vì cái chỗ này thường thường nỏ nó yếu. Đấy. Bây giờ là làm sau khi tra cánh vào xong chúng ta sẽ nêm qua cho nó tương đối, nêm qua coi như là chúng ta sẽ ngắm theo mắt thường, cảm thấy được rồi mình sẽ bây giờ sẽ đo thử. Chúng ta sẽ đo từ đây sang đây rồi chấm ở một chỗ nào đó rồi đo sang bên kia, sang bên này cũng bằng như thế, đo hai bên bằng nhau. Rồi chúng ta sẽ đo chéo sang đây là số đo chúng ta coi như là nếu mà cả cái cánh này chúng ta tính từ cái kệ này, cái kệ mắc dây này đến đây là tất cả đây là 86 phân thì nó thể, nếu mà chia đôi ra sẽ thành mỗi một bên 43 chia cho 2 thì nó sẽ là 21,5. Còn nếu muốn cứng, nếu mà nó cánh mềm có thể đưa lên tiếp cũng được. Nhưng mà đưa lên tiếp ấy, thường thường nó hay bị nổ cánh này. Nó hay bị nổ cánh, nó hay bị bóc ra. Cho nên phải cuốn kỹ vào.
Mình sẽ đo. Đấy, cái này bây giờ sẽ phải chỉnh nhiều. Đấy. Bây giờ là sau khi nêm được rồi, chúng ta bắt đầu sẽ kẻ đường làm ránh. Ránh thì tức là chúng ta sẽ chia đôi ra thôi. Đo thế nào để chia đôi thân nổ ra? Đấy, thường thường đo ránh chúng ta sẽ lấy 4 ly. Còn nếu khi chúng ta sẽ đục thành ránh cẩn thận, chúng ta do sẽ làm ránh rộng ra thu nhỏ vào thì tùy. Từ đây để từ kẽ cò lên phần trên đầu nỏ, tức là để mắc tên đấy, tức là chúng ta sẽ đo lên 7 phân. Và để làm cò chúng ta sẽ đục, để đục lỗ cò ấy, chúng ta sẽ đo xuống từ mép trên. Đây 3 phân. Còn phần dưới này ấy, thì tùy chúng ta làm dài hay ngắn, thường thường để 4 phân dưới là được rồi. 4 phân dưới. Để tay cò này. 4 phân dưới để làm tay cò đấy. Cái này 4 phân dưới để cắt. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cắt. Cắt tay cò là cắt từ đây. Cho nó qua đây khoảng tầm 1 phân. Hay là thích làm dài thì tùy. Đấy. Cách lắp cái này đầu tiên chúng ta sẽ đây cứ gọi là, nhưng mà đây là cái cú của nó đã có lỗ đục sẵn rồi, khoan sẵn rồi, nhưng mà cách lắp đầu tiên ấy thì nó là một cái miếng cái tre hoặc gỗ chẳng hạn phẳng thế này, chúng ta sẽ hệt thế này đấy, hệt thế này đấy, đây là cái nó đây nó hơi ngắn một chút theo so với cái thân nỏ này, nhưng mà đáng nhẽ đến đây, nhưng mà thế này được rồi. Chúng ta sẽ đánh dấu ở đây. Và đánh dấu ở chỗ này. Đấy, để khoan lỗ. Đấy, đánh dấu chỗ này. Đấy, nhưng mà cái này chúng ta dài hay ngắn mặc kệ, tùy. Đấy. Đánh dấu ở đây. Và rồi chúng ta sẽ mang ra khoan lỗ. Xong là hệt vào đây. Hệt vào đây. Xong là đánh dấu như thế này. Đấy. Rồi chúng ta sẽ khoan cái lỗ này. Thì nó sẽ rất vừa, nó cao thấp, nó chỉnh, nó không đáng kể. Đấy, cách làm cò thì có thế thôi. Đấy, cứ đo từ đây, mép này cho đến đây, 3 phân. Là ở giữa lỗ này. Đấy là được. Chính xác hơn. Nó không có giãn theo thời tiết. Để chia đôi cái thân nỏ ra thì bác thợ bảo là sử dụng cái thước nhôm nhá, để nó chính xác, nó không bị co giãn do thời tiết các bạn nhé. Đấy.
đây là đã xong. Nếu mà các bạn muốn muốn đục cái này nhanh ấy, muốn đục cái này nhanh ấy, thì chúng ta sẽ lấy thanh bằng cái thép tròn. Đấy, xong chúng ta sẽ mài nhọn đi. Rồi lấy cái thước gỗ, chúng ta sẽ áp vào theo cái đường này, rồi chúng ta sẽ kẻ để thành rãnh sẵn để nó khỏi phải xước thôi. Cái này là do người thợ tự chế ra đúng không? Ừ, để nó khỏi phải xước. Đây là cái cách nằm cái rãnh đây nha các bạn nhé. Nhưng mà tôi sẽ kẻ thử vào đây. Đấy, để làm đường ngắn thôi. Còn bình thường chúng ta sẽ kẻ vào rãnh này, chúng ta sẽ kẻ này. Đấy, chúng ta sẽ áp như thế này, rồi kẻ đưa đi lại khoảng 2-3 lần để nó khỏi phải xước khi mình đục ấy. Đấy, kẻ xong rồi. Kẻ coi như là đây là đây là kẻ xong rồi, giả sử bây giờ đây là cứ gọi là kẻ rồi nhá. Nó không xước rồi. Chúng ta sẽ dùng đục chữ V. Dùng đục chữ V đục giữa đi đã. Đấy. Các bạn cân 8 này rồi. Đấy. Thì chúng ta sẽ coi như là bây giờ là tôi để làm cho nó nhanh. Đấy, sẽ bước sang cái nỏ làm xong rồi này. Đấy. Trước khi các bạn coi như là nêm tạm cái này rồi, các bạn cân tạm rồi. Giờ cân lại lần nữa. Thì mình sẽ mắc dây vào thì mới biết được. Mình sẽ mắc dây vào. Đấy, mắc dây vào. Mắc dây vào sau này. Trước khi chưa mắc dây chúng ta đo từ đây. Nhưng mà giờ nó thành hình cung rồi. Đấy, hình cung rồi thì nó sẽ bị nghề, nó sẽ bị chênh. Hoặc là thường thường nó sẽ cắn đi. Nó sẽ dài ra. Đấy, còn bây giờ chúng ta sẽ đo tiếp. Đặt thước vào đây. Đấy. Đây. Đấy. Đặt thước vào đây. Xong chớm vào đây, hai bên bằng nhau. Rồi đo tiếp. Đấy, đo thế này, được rồi. Đấy, đo cả hai bên. Đấy, nó bằng nhau là được. Đấy. Còn bây giờ nữa. Đấy. Cò coi như là từ đây sang đây là 3 phân. Đấy, cũng áp vào như vừa nói vừa rồi đấy. Còn cái này chúng ta sẽ sau khi hệt cò xuống này, phẳng mái mặt trên này, chúng ta sẽ kẻ đường dưới này để làm cái chặn tay cò thôi. Để khỏi nó phải rơi xuống bên dưới này để khỏi vướng. Đấy. Sau khi chúng ta chỉnh xong nó cân rồi, chúng ta sẽ lên dây thử xem. Trước khi lên dây, chúng ta sẽ đánh dấu mực vào giữa này. Đấy, đánh dấu mực vào giữa này. Đấy, chúng ta phải lên dây để cho chấm mực này nó ăn được cái giữa này thì là được. Đấy, cái này là được. Các bạn vừa xem cái chú Thuận chú ấy hướng dẫn cái cách làm nỏ rồi đấy. Thì mình ở quay video này thì cũng chỉ là sơ sơ thôi. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn ấy, thì các bạn hãy lên chỗ Bản Tông nhé. Hoặc là đăng ký cái kênh của mình để theo dõi những cái video tiếp theo. Còn bây giờ là cái nỏ kia thì sẽ để chú Thuận hoàn thiện sau. Thì còn cái nỏ chú đang cầm kia là nỏ vừa làm xong lúc trước rồi. Thì hôm nay sẽ đi bắn thử cái này chú nhỉ? Đây chú Thuận chú vừa chế được cái bia đây này. Cái bia này để đâu chú? Không, nhưng mà để thử thêm một hai lần. Em bắn kiểu gì? Đây là cái lỏ bác thợ bác ấy làm cái lỏ. Đây là lỏ săn bắn thôi. Săn bắn khoảng đây là nỏ săn bắn săn bắn vừa mới làm xong sáng nay à?
Ừ, đấy. Có loại này bắn 12 mét thôi đúng không? Ừ, bắn 12 mét thôi, bắn 12 mét Nhưng mà thử bắn 20 mét xem nào. là... Ừ, đấy, bây giờ sẽ thử bắn 2 mét. Nhưng tất nhiên là độ chính xác của nó sẽ không cao lắm. Đấy, cái nỏ con này là nó chỉ có giá trị là 500 nghìn thôi. Cái lò này thiết kế để bắn 12 mét thôi, loại bình thường thôi. Nhưng sẽ thử ra 20 mét để ngắm bắn vào điểm 9-10 xem như thế nào. Các bạn cùng quan sát xem bác thợ nhé. Bắn hai tên. Bây giờ các bạn hãy ra quan sát xem nó vào điểm mấy nhá. Hai vòng 9 các bạn nhá, hai vòng 9. Đối với cái lò 12 mét này nó chỉ được như vậy thôi các bạn ạ, tại vì không không được ngắm bắn 12 mét, nhưng mà bác thợ bác bắn lùi ra xa 20 mét để bắn. Nhưng mà được hai con 9 như vậy là cũng không, không là cũng, cũng cũng ổn rồi, so với cái lực của nó là khoảng chỉ 12 mét thôi. Chúng ta không thể đòi hỏi cao hơn được với cái lỏ 12 mét, lực nó yếu hơn. Đây bắn 12 mét thôi bác thử. Bây giờ sẽ bác thợ sẽ đổi cái tên khác. Đổi cái tên khác để Bắn 12 mét. bắn 12 mét xem nó như thế nào. Chúng ta lại tiếp tục đi xem. Bắn 12 mét, bây giờ bắn 12 mét. Không phải bắn 20 mét mà bắn 12 mét thôi. Các bạn cùng quan sát nhé. Nếu các bạn hãy thích video này thì hãy ấn đăng ký kênh ủng hộ mình để mình tiếp tục có những cái động lực tiếp theo để mình làm những cái video tiếp theo nhé. Đây là bác thợ vừa bắn Hai là 12 tên mét. khác nhau. Đây là hai cái tên khác nhau ạ. Ừ, hai là tên khác nhau. Một tên thì vào vòng 10 và có thể là một tên kia là bác hơi run tay bác bắn vào vòng 8. Ừ. Đấy, bắt lại Đấy. lần hai nhé. Bây giờ bác sẽ bắn lại lần hai cho các bạn cùng quan sát xem. Một cái lỏ 12 mét. Đây là bắn tên dài 50. Và cái tên là bác thợ giới thiệu là cái tên dài 50 phân nhỉ. Một tên đã được bắn đi. Chúng ta thử ra xem. Một chín một mười. Lần này thì không trượt phát nào các bạn ạ, 1-9-1-10 các bạn nhá. Sát nhau. Sát nhau luôn. Đạn rất Cái tên rất là trụ. tên này thì nó bị hỏng rồi, Đấy, nên à cái tên này, cái tên vòng 9 này đã bị hỏng nhá. nó bị gãy rồi. Đấy Đấy. các bạn nhá, nó bị gãy chỗ này nên nó không thể Nó chính không chính xác xác được. được. Nhưng cái tên kia là rất chuẩn, kiểu bắn Đấy. điểm 10 12 mét. Đấy. Như vậy với đối với lỏ 10 12 mét chúng ta chỉ được như vậy thôi các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video và hy vọng cái video này mình đã hướng dẫn cho và chú thợ đã hướng dẫn cho các bạn, mình là người đi quay video cho các bạn, mong các bạn sẽ hiểu được một phần nào đó về lỏ. Còn các bạn nếu mà muốn tìm hiểu sâu hơn nữa thì các bạn hãy lên bản tông
thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La để gặp chú Thuận và giao lưu. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.